Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Xuân, huyện Phong Điền tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội mặt trận cấp xã. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo huyện Phong Điền và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện xã của thành phố cùng tham dự. Nhiệm kỳ qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc xã phát động cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng với địa phương xây dựng đường giao thông, xây cầu, lắp đèn chiếu sáng, trồng bần chống sạt lở với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Bên cạnh hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động xã hội hóa thực hiện các chính sách an sinh xã hội hơn 1 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết, khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà học bổng cho học sinh khó khăn. Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Phước Hải được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029.